Đặt răng yêu mẹ lắm. Thư của Tạc Răng sẽ bay tới chỗ mẹ. Tạc Răng, anh cũng mong thư của em tới được chỗ mẹ. Bây giờ tới lượt chị Sakia. Phải Tạc Răng. Mẹ ơi, Sakia nhớ mẹ lắm. Bây giờ tới lượt anh Kevin. Con hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho Tạc Răng và Sakia. Rồi bây giờ tới lượt tôi đốt pháo bông đây. Tạc Răng, cho đi lấy pháo và bức thư giùm cho chú Olga đi có được không? Chú Olga sẽ tự tay đốt pháo. Ở đâu hả chú? Ở trên bàn đó, đừng quên nhé. Dạ được. Chú Olga, đây này, Tạc Răng cột luôn cho chú rồi đó. Khoan đã Kevin, đừng đốt vội. Đây là thư của tôi sẽ tự tay đốt nó. Đừng cãi nhau mà. Sao cậu không chịu nghe tôi? Được rồi, tốt lắm, thật tuyệt vời. Chú Anh Ga, chú chịu chơi thật. Gửi thư tới thiên đường cùng một điện thoại di động. Chú cũng giàu thật đó. Trời ơi, sao? Tạc Răng, điện thoại của chú đang bay trên trời à? Không, Tạc Răng, ôi trời ơi là trời. Cháu lại lấy lộn mất rồi, Tạc Răng. Tại sao lại lấy điện thoại của chú hả, Tạc Răng? Ôi trời đất ơi, Tạc Răng, chú con gà, chú có muốn bay lên luôn không? Đúng là khó tin, thảo nào mà quả pháo này nổ đẹp như vậy. Đẹp ư? Sao cậu dám? Điện thoại của tôi. Ôi chú con gà đang bay. Tạc Răng, chú Olga đáp xuống đâu vậy? Trời ơi, đau mông quá. Anh Kevin, chị Saki, chúng ta chia nhau đi tìm đồ ăn nhé. Được đó, Tạc Răng, đồng ý chúng ta sẽ đi tìm đồ ăn nào. Tốt lắm, đi thôi. Được rồi, có chú Olga kìa. Chú Olga, chú đang làm cái gì vậy? Đi kiếm đồ ăn thôi, đừng có ngủ suốt ngày như vậy nữa. Chú là người giúp việc, chú phải phụ bọn tôi tìm thức ăn đó chứ. Này, cô chừng cái miệng của cậu đó Kevin. Vì mẹ cậu mất rồi nên tôi không còn là người giúp việc nhà của cậu nữa. Cậu biết, tôi cũng biết. Sao mọi người không biến hết đi? Đừng ở đây ám kỳ nghỉ của tôi nữa. Rõ chứ? Được rồi chú Olga. Anh Kevin, chị Sakia, chúng ta đi thôi. Đi tìm thức ăn nào. Lên đường. Được, đi thôi, đi thôi. Cứ để chú ấy ở lại một mình. Mình đi nào. Này khỉ, đừng mơ mộng về cuộc đời vô dụng của mày nữa. Hay quạt cho tao đi. Như vậy mày sẽ có ít hơn đấy. Nhanh lên. Ngoan lắm. Bây giờ tao thích mày rồi đấy. Dù cho mày xấu xí thì tao vẫn sẽ làm bạn với mày. Này gấu, nhanh nhanh chuẩn bị chuối cho tao đi. Mày biết là tao rất thích ăn chuối kia mà. Kiếm trái thật bự để tao ăn cho đã miệng coi. Chú Olga, chú mang dừa về cho chú này. Ngoan lắm, rất thông minh. Chú đang cần nước để nuốt chuối đây. Sống ở trong rừng kể ra cũng thích thật. Mình giống như vua ấy. Nếu biết trước như thế này, chú đã tới đây sống từ lâu rồi. Sẽ không phải làm việc ở nhà bà Zara. Có phải không nào? Tạc Răng, ném quả dừa cho chú. Chú Olga chụp lấy này. Ừ. Ôi, cái gì thế này? Ôi trời đất, mình đang ngồi lên cái gì vậy? Trời, một con nhím. Trời ơi.
Vì vậy tốt nhất chú nên chăm chỉ làm việc, đừng nằm ươn cả ngày nữa. Saki, nhìn này, anh Kevin câu cá giỏi chứ? Câu cá cũng giỏi mà câu phụ nữ cũng giỏi luôn. Không có gì mà anh Kevin không làm được. Vậy anh hãy chứng minh đi. Nhìn nè, em cũng bắt được nhiều cá chứ bộ. Saki, nghe anh nói đây. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Với anh, đó là chậm mà chắc. Anh sẽ câu thêm thật nhiều cá cho em coi. Cứ từ từ nhé. Đừng có nóng vội. Câu từ từ mới thú vị chứ. Sakia, hãy xem nhé. Này Sakia, thấy chưa? Anh câu được rồi này. Chắc con cá bự lắm. Kéo lên Kevin, kéo mạnh lên. Con cá này nặng quá Saki. Anh Kevin, anh vừa câu được một chiếc giày cũ đó. Không phải là cá đâu. Ôi trời ơi, mình câu phải giày thật. Trời đất ơi, đá giày lại là giày cũ nữa. Hôm nay đúng là một ngày suối quẩy mà. Ôi, nó còn mốc mùi nữa chứ. Thôi mạnh Kevin. Anh Kevin, hình như em sắp câu được một con cá nữa. Anh nhìn này Saki, đúng là em câu giỏi hơn anh thật. Chị Saki, coi chừng. Saki, ôi trời ơi, Saki, Saki, Saki bị con cá nuốt mất rồi. Con cá kia, không được bắt em của tao. Tạc Săn, nhìn kìa Tạc Săn, con cá bắt Saki rồi. Cứu Saki mau lên. Tạc Săn đừng hú nữa, em phải nhảy xuống nước mới cứu được Saki chứ. Đừng lo anh Kevin, cá cũng là bạn của Tạc Săn mà. Tạc Săn cẩn thận đó, chưa chắc đó là bạn của em đâu. Coi chừng đó là một con cá dữ. Cá ơi, quay lại đây. Trả chị Sakia lại cho chúng tôi. Thật rằng chắc là được chứ. Đừng lo anh Kevin, nó đang lợi gần kìa. Thật rằng Saki. Ôi không, con cá bắt cả hai đứa đi rồi. Đừng sợ, anh ta sẽ cứu các em đây. Nhưng mình không biết bơi. Nếu như xuống nước, mình sẽ chết trước. Bọn nhóc sẽ thế nào đây? Làm sao cứu tụi nó bây giờ? Làm sao đây? À, mình đã có cách. Kia rồi. Saki, Tạc Săn, đợi anh nhé. Này cá, mày sẽ phải trả giá cho việc này đấy. Ôi, mình đang ở đâu vậy? Sao tối thế này? Không thấy gì hết. Mình đang ở trong bụng con cá. Tạc Săn, con cá cũng nuốt em luôn à. Bây giờ Tạc Săn không còn mẹ nữa. Tạc Săn không muốn chị bị như mẹ. Tạc Săn không muốn đâu. Tạc Săn à, bằng mọi cách chúng ta phải ra khỏi bụng con cá. À, em đã có cách rồi. Các em, nhất định anh Kevin sẽ cứu được hai đứa. Con cá kia, mày coi chừng đó. Tao sắp nhảy xuống đây. Một. Nếu dòng nước chảy mạnh, mình sẽ chìm mất. Làm sao cứu được bọn nhóc đây?
nhưng mình phải cứu hai đứa. Tội nghiệp hai đứa em của mình, làm sao đây? Ôi trời ơi, làm sao đây? À, mình có thể dùng cái bè đó. Hay quá, tạ ơn Chúa lòng lành đã giúp con. Các em hãy chờ nhé, anh Kevin có cách rồi. Ôi trời ơi, nhột quá. Có chuyện gì trong bụng của mình vậy? Nhột quá, nhột quá, đi mất, nhột quá, nhột quá. Tặc sắn, gì vậy chị Saki? Nhìn kìa, con cá đã mở miệng. Chút nữa chúng ta sẽ có cơ hội ra khỏi bụng cá. Em chờ ở đây nhé. Dạ được, chị phải cẩn thận đấy. Cẩn thận nha chị. Chị Saki, chị có sao không? Không được rồi, tặc săn. Con cá này đúng là hư quá. Nó không biết tặc săn là ai sao? Không thể để thế này được. Tặc săn sẽ cho nó biết tay. Em sẽ dạy cho nó một bài học, để nó không còn quậy phá nữa. Này cá, tặc săn không thích ở trong này. Ở đây tối và hôi hám quá. Hãy mau mở miệng ra đi. Cá quậy phá quá, tặc săn phải dùng ná để phạt mới được. Nghe đây, tặc săn bắt đầu đếm đấy. 1, 2, 3. Đúng là hư quá. Tặc săn đã cảnh cáo nhưng cá không nghe. Hãy xem đây. Ui, đau chưa? Được đó tặc săn, hãy làm lại đi. Chị tin là nó sẽ phải mở miệng thôi. Dạ được, hay lắm, không thành vấn đề. Chị Sakia sẵn sàng chưa? Được rồi tặc săn. 1, 2, 3. Tặc săn Saki, các em ở đâu? Tặc săn Saki, các em ở đâu? Ôi trời ơi, con cá xấu xa. Này cá, hãy thả các em của tao ra, đừng bắt mỏng nhóc mà. Saki, tặc săn. Chúng đâu rồi nhỉ? Sao mình chẳng tìm thấy? Ôi, mệt quá đi mất. Chắc mình phải vào bờ, ngồi nghỉ một lát mới được. Mệt quá. Tặc săn Saki, các em ở đâu vậy? Mệt ơi là mệt, phải nghỉ một chút đã. Mệt không thể tả được. Quan hô, chị Saki ơi, chúng ta an toàn rồi. Phải đó, chúng ta an toàn rồi. Chúng ta đã ra khỏi bụng con cá đó. Đúng vậy. Tặc răng, Saki, hai đứa đang ngồi trên người anh đó. Anh Kevin, ôi còn đập đầu anh nữa chứ. Anh đau lắm có biết không? Anh xỉu đây. Anh nói vậy là sao? Toàn bộ tài sản của Sara được thuộc về tặc săn à? Di chúc của vợ ông ghi như vậy. Toàn bộ tiền trong ngân hàng, nhà cửa, tất cả tài sản được thuộc về tặc săn. Tôi biết,
Nhưng Tạc Săn không phải là con đẻ, nó chỉ được nhận nuôi. Nhưng bà Sara muốn Tạc Săn là người thừa kế. Trong trường hợp đứa bé còn sống. Khoan đã, anh vừa nói đứa nó còn sống ư? Đúng vậy. Tôi rất thích những lời đó. Tạc Săn, có lẽ như chuyện giữa hai chúng ta vẫn chưa kết thúc. Ôi trời, mình đói quá đi mất. Mình muốn ăn nhưng biết ăn gì bây giờ? Mấy thứ đồ trong rừng chẳng có gì ngon cả. Dở ẹt, rau củ trái cây. Biết đói thế nào đây? Đâu có phải là mình kén chọn gì. Mình ra không thể ăn những thứ này. Dở ẹt. Chuối, rau củ. Ôi trời ơi, chẳng có dinh dưỡng gì cả. Với mình thịt mới là bổ dưỡng. Kìa, vận may đã tới, sẽ có thịt. Mình biết ngay mà. Thật đúng lúc. Thỏ ơi, mày đang làm cái gì đó? Mày sẽ làm bữa ăn ngon cho Olga. Thỏ ơi, tao sẽ bắn mày rồi chế biến một món thật ngon. Chờ đó. Này, đừng có chạy. Đứng yên xem nào. Mình biết rồi. Nếu một con thỏ bỏ chạy, mình phải hát. Không thành vấn đề. Thỏ ơi, hãy nghe nhé. Jakarta, thành phố xinh đẹp tuyệt vời của tôi. Đó là nơi tôi đã chào đời. Nhà tôi nằm trong con hẻm thỏ. Tên của nơi ấy là hẻm thỏ. Hay quá, nó chịu đứng yên rồi kìa. Chú Olga, chuyện gì vậy Tạc Săn? Chú định bắt bạn cháu làm thịt ư? Không được. Chú không được làm vậy. Không được. Này Tạc Săn à, đừng có nói bậy nhé. Làm sao chú lại giết bạn cháu được? Cháu rất tốt với chú. Chú chỉ đang định tập bắn cung mà thôi. Chú đang luyện tập bắn cung để có thể thi đấu ở giải quốc gia đấy mà. À, vậy Tạc Săn cũng muốn đi thi giải quốc gia nữa. Cho cháu đi thi đi chú. Chú anh ra nhá. Được không? Nhá, nhá. Ừ. Thằng nhóc này phiền phức quá, lúc nào cũng nhúng mũi vào chuyện người khác, hay ghét. Được rồi, vậy nhé, cứ đi thi giải quốc gia. Chú Olga, trò này dễ ợt à. Cháu đã sẵn sàng rồi, bắn đi Tạc Săn. 1, 2. Con thỏ nhìn ngon quá, béo mập làm sao, bắt làm thịt thì tuyệt vời. Tạc Săn, cháu vốn đã bắn cung giỏi rồi, thi đấu như thế này nhất định cháu sẽ thắng cho mà coi. Như vậy sẽ là không công bằng nếu cháu mở mắt bắn cung. Hay là làm thế này đi, chúng ta nhắm mắt bắn cung nhé. Có nhắm mắt thì chú cũng không thắng được đâu. Tạc Săn có thể bắn trúng khi nhắm mắt và ngậm miệng cơ. Dễ nhân bánh đấy. Ôi, Tạc Săn cháu giỏi quá. Tạc Săn giỏi lắm, giỏi nhất luôn. Có gì Tạc Săn không thể làm được đâu nào. Được rồi, chuẩn bị đi. Cũng may chú có mang theo khăn chân. Ồ, không, khăn tay. Chú bịt mắt cho.